The window bias play decision in the red corner representing Korea, Yeon Ji-oh. Kết quả trận đấu, võ sĩ gốc đầy đỏ đến từ Hàn Quốc, Yeon Ji-oh đã giành chiến thắng. Xin chúc mừng. Ladies and gentlemen, the medal ceremony for the featherweight category. Please welcome the medalist. The medals will be presented by Mercedes Miranda, ASPC EC member, AIBA supervisor, and the company.